Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người. Thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, âm hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 3 tới ngày 14 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Nhâm Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 3 tới ngày 26 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Giáp Thìn. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 3 tới ngày 8 tháng 5 dương lịch có nạp sát là Bính Thìn. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 3, tức ngày 13 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 3, tức ngày 25 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 3, tức ngày 7 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Ân Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Nếu bản mệnh là cấp trên, có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của họ là người thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo
mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Điểm nổi bật trong tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Canh Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến, không ngừng đạt được nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn. Họ biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ, tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người. Phương diện tình cảm và sức khỏe cũng tiến triển khá ổn định. Nhìn chung đây là một tháng đáng mong đợi của các gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970. Nhâm Dương Thủy gặp Tuất Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ Canh Tuất sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần rõ ràng, thời gian chia sẻ để cả hai hiểu nhau hơn. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn là người thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất bản mệnh lại khá nóng nảy và cứng đầu, chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù là bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, với tuổi Canh Tuất, trong tháng này sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết quý gia chủ đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu vẫn còn làm việc, chắc chắn rằng sức khỏe cần phải đặt lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt, chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ cũng sẽ nhận thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, có cảm giác rằng không có chỗ phát huy được tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó, miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác. Đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may phụ thuộc vào nỗ lực. Ngay cả khi không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ Canh Tuất không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân. Đừng để bản thân cứ trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Ngoài ra, những gia chủ Canh Tuất cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Canh Tuất, xét vận trình tài lộc trong tháng 3 âm lịch. Họa phá tài đang ập đến, tuổi Canh Tuất xui xẻo hết lần này tới lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng do việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có những bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy ngay tiền bạc ngay trong tay bạn. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó hỏi về thu nhập hay tiền, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà dứt tay tiếng vào thân. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Canh Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Canh Tuất bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Canh Tuất. Có những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần phải giao tiếp nhiều hơn đối với bạn đời. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, quý gia chủ đang sống với nhau trọn đời, vì vậy nên biết rất rõ có thể thể hiện sự cân bằng
cân nhắc, bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 3 âm lịch, gia đình quý gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề, tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sức mẹ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên được hành thông, rộng mở, quý gia chủ canh tuất nên nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi canh tuất. Tử vi tháng 3 cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người canh tuất. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do quá chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Ngoài ra gia chủ canh tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi canh tuất trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng quý anh chị. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ canh tuất trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.